Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Cường Tây Nguyên. Và hôm nay mình trồng tiêu các bạn. Thì quê mình ở Đắk Nông thì hôm nay nó đã mưa liên tục 5-6 ngày liên tục rồi. Thì mình cũng tranh thủ trồng tiêu. Thì hôm trước mình cũng chia sẻ đến các bạn một cái clip sớm. Thì lúc đó là khá là nắng luôn. Thì đầu năm nay là mình nhận rất nhiều cuộc gọi các bạn nói là mình làm cái clip chia sẻ đến các bạn là cái kỹ thuật trồng mới cây hồ tiêu. Hôm trước mình cũng có làm một cái đoạn clip chia sẻ đến các bạn để các bạn có một cái khâu chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị giống, chuẩn bị phân. Tới khi trồng là chúng ta không có bị thiếu một cái gì hết. Thì hôm trước mình chia sẻ cái đoạn clip đó thì mình nói thật các bạn là nói chung mình chia sẻ không có được cụ thể và cặn kẽ lắm đâu. Bởi vì trời nắng, mình chia sẻ mình chỉ trồng 1-2 cây cho các bạn biết là cái cách trồng tiêu như vậy thôi. Thì hôm nay là chính thức mình trồng mới cây hồ tiêu luôn các bạn. Thì ngày hôm qua là mình đã trồng một ngày rồi. Thì hôm nay là mình trồng ngày thứ hai các bạn. Mình cũng sắp xếp chút thời gian chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đã từng trồng cái hồ tiêu mà mình thấy cái cách làm của mình là cũng khá thành công luôn. Bạn nào mà chưa có già dặn trong cái lĩnh vực mà trồng mới cây hồ tiêu thì làm theo cái cách của mình nhé. Các bạn trồng cây hồ tiêu thì chúng ta nói về mật độ thì cây cách cây 2.2 m, hàng cách hàng 2.5 m. Hôm trước mình nói rồi. Và cái khâu chọn giống chọn đồ thì mình cũng có nói mà chưa được có rành mạch lắm. Hay là mình nói thật các bạn, phân chuồng mình đã bỏ, mình đảo lên hết rồi đó. Hôm nay mình bỏ lăng luôn, là mình đảo chung với phân chuồng là để mình trồng mới cây hồ tiêu. Nếu mà bạn nào mà đồng tình với cách làm của mình thì các bạn làm theo mình nhé. Các bạn cùng theo chân mình để chúng ta chọn giống xong là tiếp tục. Chiều nay mình sẽ cho các bạn xem cái cách mình trồng nhé. Mời các bạn đi theo mình nhé. Và đây các bạn, dây tiêu mình đã cắt xong. Chúng ta chọn những cái dây có màu xanh, những cái cây tiêu mà từ 18 đến 20 tháng tuổi. Chúng ta tuyệt đối không nên chọn những cái dây tiêu quá già. Những dây tiêu có cái màu đen là chúng ta không nên chọn. Trước mắt các bạn đây là cây tiêu này là tiêu ác nha các bạn. Đây, tiêu ác nhưng chưa cho quả. Tiêu này mới hơn 10 tháng tuổi là mình cắt, mình lấy, mình trồng này. Tuyệt đối các bạn không nên lấy những cái dây tiêu mà đã thu chín 2-3 vụ chín mà các bạn lấy dây là các bạn trồng lên rất là yếu luôn, mà rất là nhanh cổ luôn nhé. Cho nên là cách chọn dây là các bạn chọn những mình dây là có màu xanh, dây màu xanh, không nên chọn những dây màu đen. Còn những cái dây chúng ta chọn thì các bạn tuyệt đối trong mùa khô các bạn tưới nước, không nên bỏ phân nhé. Nếu các bạn bỏ phân là thất bại. Thì bây giờ các bạn xem mình cách mình lặt dây nhé. Chúng ta chỉ chừa 2 lá này thôi, không nhất thiết là phải chừa nhiều lá nha các bạn, chừa thật ít, 2 lá thôi. Và bây giờ mình mời các bạn xem thử mình cắt tiêu như thế nào, mà mình xử lý thuốc như thế nào để cho chúng ta trồng cây hồ tiêu có cái tỷ lệ sống cao nhất nhé. Mời các bạn theo mình để xem mình làm như thế nào nhé. Và đây, trước khi chúng ta cắt dây xong là chúng ta bỏ vào trong mát và tiếp tục cái khâu tiếp tục là chúng ta không quên là cái phân bón siêu ra rễ các bạn. Các bạn phải kết hợp thêm cái phân này. Thì chúng ta ngâm
cái cách ngâm thì các bạn ngâm nửa dây tiêu đổ xuống, mà các bạn ngâm từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là chúng ta vớt ra, chúng ta để khô là chúng ta đem đi trồng nhé. Thì cái đây là cái cách làm của mình đã từng làm rất là nhiều năm rồi, thì nó cho cái tỷ lệ sống khá là cao luôn. Thì cái cách chúng ta pha chế thì mình pha chế cho các bạn xem luôn nhé. Đây các bạn, bên trong nó là bột như thế này nè. Đó, mình đổ vào một cái xô nhỏ, cái bột nó là màu đen nhé. Chúng ta đổ vào cái xô nhỏ để chúng ta đánh đều lên. Nếu cái lượng tiêu các bạn khá là nhiều thì các bạn lấy một cái phi giống mình đây. Đó, một cái phi giống mình đây. Thì trong cái phi này là mình đổ vào cỡ 40 lít nước rồi đây các bạn. 40 lít nước thì mình sẽ hòa 4 cái hũ siêu ra rễ này nhé. 4 cái lọ siêu ra rễ này. Thì một lọ là người ta hướng dẫn là một lọ là các bạn pha cho 10 lít nước. Thì trong khi chúng ta đổ vào phi 40 lít thì chúng ta pha 4 lọ nhé. Mà cái cách pha thì các bạn xem mình pha nhé. Này, chúng ta lấy cây đánh đều đây, đánh đều cái chất mà siêu ra rễ này. Rồi các bạn đổ vào cái phi này cho mình nhé. Các bạn đánh đều lên. Rồi tiếp tục là chúng ta lấy dây, chúng ta lấy dây tiêu chúng ta bỏ vào trong cái phi này. Đó, các bạn ngâm như thế này nhé. Đây là cái khâu mình xử lý thuốc, ngâm thuốc cho siêu ra rễ cho cái cây hồ tiêu trước khi chúng ta trồng. Thì các bạn ngâm y giống mình đây. Thì bây giờ là 11 giờ rưỡi nhé các bạn. 11 giờ rưỡi trưa thì 12 giờ rưỡi mình sẽ vớt cái này ra. Và mình để khô, sau cỡ 20 phút nó khô là mình sẽ đem đi trồng. Thì hồi đó mình sẽ mời các bạn xem mình trồng luôn nhé. Và đây bây giờ mình đã canh đúng 1 tiếng rưỡi. Và mình đã vớt cái tiêu, mình ngâm thuốc xử lý thuốc xong rồi. Thì mình để cho khô, thì bây giờ cũng khá là khô rồi các bạn. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình đi trồng nhé. Thì trước khi mình đi trồng thì mình sẽ cho cái các bạn xem là khi mình ngâm thuốc đó, là cây tiêu nó sẽ hút thuốc đó. Thuốc nó sẽ thấm vào cây tiêu như thế này đây các bạn. Khi mình vớt ra mình để khô thì nó đã khô như thế này đây. Rồi, trên cái thân đã khô hết, thuốc đã bám chặt vào cái thân hết rồi. Còn ở dưới thì cái vết cắt của cái cây tiêu mình là nó như thế này đây. Thuốc đã ngấm hết vào cái dây tiêu nhé. Thì sau này mình trồng là mấy cái vết này nó sẽ ra rễ ngay chỗ mấy cái vết này luôn các bạn. Rồi. Thì mình quay lại cái sau khi ngâm thuốc cho các bạn xem rồi mình sẽ mời các bạn đi trồng nhé. Mình ngâm được 1 tiếng rưỡi rồi các bạn. Đúng 1 tiếng rưỡi là bây giờ mình vớt ra. Mà các bạn vớt ra như thế này là các bạn đừng có trồng liền nhé. Cỡ 15 phút sau các bạn để trong mát để gió nó khô bớt cái thuốc này, nó thấm vào trong cái dây tiêu rồi nó khô rồi chúng ta bắt đầu mới trồng nha các bạn. Vừa vớt ra các bạn không nên trồng liền. Các bạn nhìn cái cây tiêu nó ngấm thuốc vào như thế này đây. Đó. Thì chúng ta để cỡ 15 đến 20 phút sau là nó sẽ khô nhé. Nó tự khô rồi khi nó khô xong là bắt đầu là các bạn mới trồng là cái tỷ lệ sống rất là cao nhé. Đó.
đây nữa các bạn. Đây là cái tiêu mình mới vừa cắt, mình chưa ngâm thuốc nè. Và bây giờ mình cũng sẽ ngâm luôn. Các bạn nên nhớ là chọn dây là phải chọn giống như mình nhé. Bảo đảm các bạn là các bạn ngâm thuốc nữa là 10 dây xong cả 10, không bao giờ chết, mà cái loại dây này lên rất là mạnh luôn. Thì bây giờ là mình mời cả nhà lên cùng trồng với mình nhé. Còn cái này tạm thời mình để đây, còn mình một số mình cắt hồi sáng mình đã để nó khô trên kia rồi, mình sẽ trồng cái trên kia trước. Và tạm thời mình cái này mình để mình trồng sau nhé. Các bạn đi cùng mình nhé. Sẵn đây mình sẽ ngâm luôn cái tiêu này vào thuốc luôn. Đấy các bạn, mình sẽ ngâm nó vào đây. Cái dây tiêu các bạn mà giữ càng tươi, các bạn trồng liền, các bạn giữ càng tươi là các bạn trồng cái đọt non này sẽ không héo luôn, mà nó sẽ lên luôn nha các bạn. Nếu các bạn dâm thuốc là nó sẽ lên luôn. Các bạn nhìn cái này, mình hôm nay cũng khá là nắng mà các bạn thấy mình cắt, mình không bao giờ để cái dây tiêu bị héo cả. Đó, để chúng ta dâm ngâm thuốc xong mà cái dây tiêu vẫn cứ tươi như này, chúng ta trồng xong chúng ta đậy lại luôn là mấy cái đọt này sẽ lên luôn nha các bạn. Thì bây giờ các bạn xem lại lần nữa là mình sẽ đi trồng cho các bạn xem nhé. Đây các bạn thấy cái tiêu mình mới vừa ngâm thuốc hơn một tiếng, 1 tiếng rưỡi đó các bạn. Còn các bạn thấy đọt nó chưa? Các bạn giữ làm sao đừng có cho cái dây tiêu mình mà héo chật mẹp xuống đó, là nó trồng là nói chung là nó sẽ có bị chết nhé. Còn nếu các bạn mà giữ cái dây tiêu như thế này, các bạn trồng tới đâu là có người tủ tới đó, là bảo đảm những cái đọt này là sẽ sống bám trụ luôn, không bao giờ rớt. Thì theo cái kinh nghiệm của mình là như vậy á. Thì bây giờ các bạn cùng bỏ chút thời gian đi chơi với mình để xem cách mình trồng như thế nào nhé.
mình cho các bạn xem mấy cây để các bạn, nếu bạn nào chưa biết trồng hoặc là chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái trồng mới cây hồ tiêu thì các bạn làm theo mình nhé. Thì mình còn một ít đây nữa mà chưa xong cái mặt tối đâu, chắc là ngày mai mình sẽ trồng tiếp. Thì mình quay lướt qua cho các bạn xem là cái tiêu này là mình trồng mùa mưa vừa rồi đó, tháng 5 này nữa là giáp 1 năm nhé các bạn. Các bạn thấy lên đã chưa? Rất là đã luôn. Nếu các bạn mà trồng mới cây hồ tiêu mà làm giống mình thì bảo đảm là phải giáp 1 năm là tiêu các bạn phải được giống này hết. Rất là đẹp luôn. Mình quay sơ cho các bạn xem nhé. Còn chọn dây thì các bạn phải chọn dây giống mình đây. Một màu xanh luôn, nói chung là xanh. Dây này là ra ác nhưng mà chưa cho quả các bạn. Thì mình trồng nó rất là mạnh luôn, mà nó cũng rất là nhanh có quả, rất là nhanh cho trái nha các bạn. Chứ các bạn chọn những cái loại dây mà nó già quá thì chúng ta trồng là nó lên yếu lắm, mà cái tuổi thọ nó không cao nữa. Còn cái cách trồng thì mình review sơ mấy cây cho các bạn xem thôi. Thì trồng tiêu là hầu như là chắc bạn nào cũng trồng giống như vậy rồi. Còn mình nói chia sẻ với các bạn là cái kinh nghiệm của mình là như vậy đó. Chúng ta là phải xử lý thuốc, ngâm thuốc để cho nó tăng cái tỷ lệ sống của cây hồ tiêu. Chúng ta trồng là tăng tỷ lệ sống. Mình trồng cũng tương đối là nhiều rồi các bạn, trồng 2 ngày tiếp rồi mà không hết. Còn cái cách trồng thì mình nói sơ lược qua cho các bạn thôi. Trồng thì chúng ta phải xử lý thuốc và chọn dây. Dây là chúng ta chọn những cái dây có màu xanh, khỏe lên mạnh. Không nên chọn những cái dây mà những cái cây tiêu mà đã cho quả 2-3 mùa chín là các bạn tuyệt đối không nên lấy những cái dây đó. Còn cái thời điểm trồng thì mình cũng nói luôn với các bạn luôn. Chỉ cần cái chỗ các bạn đầu mùa mưa, mưa chừng 3-4 cơn liên tục là các bạn tranh thủ trồng liền ngay lập tức. Bởi vì các bạn trồng muộn mà để tháng 5, tháng 6 mới các bạn trồng thì nói chung các bạn có xử lý thuốc hoặc là như thế nào là cũng bị chết các bạn. Xử lý kiểu gì là các bạn cũng vẫn bị chết hết. Bây giờ lúc đó là cái cây tiêu của chúng ta là nó cũng đã dư thừa nước, là nó hút nước, lúc nào nó cũng hút nước, dư thừa nước rồi. Cái thứ hai là dưới đất là cũng ẩm ướt liên tục, thì các bạn trồng xuống là dẫn đến tình trạng là cây tiêu của chúng ta trồng xuống là tháo đốt hết nhé, chết sạch. Nói chung là không, tỷ lệ sống không có cao. Cho nên các bạn muốn cái tỷ lệ sống của cây tiêu cho nó cao á, thì các bạn thứ nhất là chọn dây, thứ hai chúng ta xử lý thuốc, thứ ba là đất là chúng ta phải trộn phân chuồng kết hợp với lăng. Khi cây tiêu chúng ta bán rễ lên là coi như đụng phân chuồng và đụng lăng đó, một cây mình bỏ cỡ 2 lạng lăng, mình đảo chung cả phân chuồng nữa, là các bạn trồng cây tiêu vừa bán rễ là gặp phân là lên nhanh, rất là nhanh luôn. Thì mình chia sẻ đến các bạn cái kinh nghiệm riêng tư của mình như vậy đó. Thì mình làm thì mình nói với các bạn là mình trồng là cái tỷ lệ sống là kiếm tỷ lệ là 0.5%. Mình bảo đảm là trường hợp những con sùng, con đồ nó tấn công cây tiêu mình, nó cắn đứt rễ, đứt dai chết, không có mình trồng là sống hết. Còn các bạn nhớ cho mình cái là các bạn chọn dai, chọn giống này, làm đất này, kết hợp là phân chuồng, phân lăng các bạn đảo đều đó. Rồi cộng tác là các bạn phải trồng sớm nữa. Cho mình chia sẻ kinh nghiệm trồng tiêu cho các bạn, mà các bạn đợi tới cái tháng mưa dầm các bạn mới trồng thì mình bảo đảm là các bạn trồng sẽ chết hết đó. Các bạn nhìn này, mình trồng bảo đảm với các bạn tới cỡ tháng 5 là tiêu mình phải lên trên 30 phân, bám trụ hơn 30 phân hết rồi. Các bạn thấy đẹp chưa? Mình làm 2 ngày rồi nhưng mà không có người quay.
cho nên là mình không review được cho các bạn xem. Thì hôm nay mình quyết tâm là mình sẽ làm cho các bạn xem, chia sẻ cái kinh nghiệm riêng tư của mình như vậy đó. Thì sẵn đây các bạn xem luôn đó, nếu các bạn muốn cái vườn tiêu mình nó xanh tốt thì các bạn có làm giống mình nhé. Chưa được 1 năm tuổi mà rất là đẹp luôn các bạn. Thì chắc là mình kết thúc video nhé. Thì trong cái đoạn clip này mà nếu mà có bạn nào mà có giàu kinh nghiệm hơn thì để lại ý kiến với phần bình luận nhé, để bà con nông dân chúng ta là coi như cùng nhau trao dồi học hỏi lẫn nhau để rút ra những cái bài học bổ ích trong cái việc trồng mới cái hồ tiêu nhé. Còn bây giờ mình xin phép được tạm dừng video tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip mới nhất của mình nhé.